nay chúng em đang giới thiệu với các bác một chiếc La Vietta C650. Nhiều con em đẹp, chắc chắn là tôi đã em đến tá và hộ đầy đủ những yêu cầu hay của cassette. Gian rồi. Trước cổng trường Tân Định của Nguyễn An Ninh có một xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông theo cả hai chiều. Các phương tiện chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin. Xin nhắc thêm một thông tin nữa là đường Trường Chinh hướng về ngã tư Sở vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Sau đây thì mời các bạn sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc. Chúng ta đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn qua một mặt mà đẹp hơn cả áo dài nhân. Màu vai phương tóc nhuốm bụi đường, cuối néo phong một nhủ riêng ai đó tha thiết đời chờ ngày riêng tôi sẽ về đêm mơ. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nơ chuyện đó đừng ngờ. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác yêu model này thì liên hệ với chúng kia em qua số điện thoại 0962 906 666. Cũng như em dùng luôn cả Zalo số này nữa ạ. Vâng, xin chào.